Xin chào các bạn, thì hôm nay là một cái mẫu xe Nova số sàn form cũ nha bạn. Đời 2016 thì xe này đi được 151.000 km nha các bạn. Thì cái mẫu xe này thật sự thì nếu mà các bạn nó giao thời là nó form đổi qua form cũ và form mới giữa năm 2016. Nhưng mà bên khoa hiện nay cái dòng mà cái form này bán rất là chạy nha các bạn. Phải nói là xe nào về là bán. Nên xe này thì hiện cái Nova số sàn 2016 này mới vừa về tới Toyota Tân Cảng mình thôi, nên mình cũng quay một cái clip để mình chia sẻ cho các bạn. Để các bạn nào mà có nhu cầu mua xe thì xin liên hệ với khoa theo số điện thoại trên màn hình nhé. Thì cái Nova số sàn 2016 này tại Toyota Tân Cảng mình đang rao bán với mức giá là 480 triệu cho một cái xe đi được 151.000 km. Xe đứng tên công ty nha các bạn ha. Thì đối với những xe công ty thì bên khoa sẽ xuất hóa đơn đủ. Nếu như các bạn nào mà có công ty mà có nhu cầu mà cần báo cáo thuế VAT thì đây là một cái điều rất là phải nói là cực kỳ khó mình kiếm được một cái xe đưa VAT, xe cũ đưa VAT về công ty mình. Tuy rằng 151.000 nhưng hiện nay theo khoa thấy bên phía bên ngoài cũng như nội thất thì cái chất xe còn rất là đẹp nha các bạn ha. Về nước sơn và những cái nội thất thì xe nó còn rất là liền lạc từ trước ra đằng sau, và option xe phải nói là chủ nhân cũng vào cũng khá là nhiều, như là những cái ốp đèn mạ rơm inox nè, rồi dán phim, cách nhiệt, che mưa vân vân, ốp chắn cửa. Nói chung là khách hàng này cũng tương đối là chịu vào option nha các bạn ha. Thì trên thân xe thì cũng còn vài chỗ bị chày lấm tấm, nhưng cái đó không quan trọng nha các bạn, quan trọng là chất xe mình còn hay không còn thôi. Nó đẹp như thế nào thôi nha các bạn ha. Thì cửa đóng thì phải nói là còn rất là êm tai. Đó, các bạn thấy không, khách cũng làm những cái viền này để nó giảm cách âm tí xíu nè, gắn này thêm nè, đóng rất là sướng tay nha các bạn ha. Phải nói là cái thân xe các bạn, nếu mà các bạn đi mua xe cũ các bạn nhìn cái góc nghiêng khoảng 30 độ, nếu mà cái xe nào mà nước sơn nó ít sơn á và nó còn liền lạc nó đẹp á thì các bạn sẽ không thấy những cái đường gợn sóng do nó chét matit nó sơn nhiều. Thì cái xe này thì cái chất nó còn khá là đẹp nên khoa cũng khá là tự tin về trong việc giới thiệu cho các bạn. Thì đây là phía sau các bạn ha, thì xe cũng được gắn thêm cái đuôi cá nè. Đó. Hồi trước chủ nhân có gắn cản sau nhưng mà theo nghị định mới thì cũng tháo bỏ rồi. Xe thì mang biển số thành phố nha các bạn ha. Đó, các bạn nào mà ở Sài Gòn thì phải đỡ tốn cái chi phí đăng ký là khoảng 20 triệu nha các bạn. Nhưng các bạn nào ở tỉnh thì bên khoa vẫn hỗ trợ là rút hồ sơ gốc cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm về vấn đề pháp lý cũng như hồ sơ này. Đó. 2.0e ký hiệu số sàn các bạn ha. Đây, cốp sau đây. Xe mới về chưa dọn nhưng còn rất là đẹp luôn. Phải nói là chủ xe cũng khá là kỹ đây nè. Những cái ốp nhựa này nó rất là dễ chày, nhưng mà chủ nhân cũng làm một cái ốp inox chống chày luôn nha bạn ha. Đó, xe được trang bị ghế da nè, bạn thấy phía sau nè, ghế da nè. Rồi bọc trần 3D nè, khá là đẹp luôn. Đó, phải nói xe, phải nói option còn tương đối là đẹp nha các bạn ha. Thực tế cái Nova số sàn các bạn, nếu mà xe đi 150.000 thì nó không ảnh hưởng tới vấn đề nhiều đâu nha các bạn. Chủ yếu là mình bảo dưỡng xe rồi cách chạy của tài xế nó có ngon lành hay không thôi. Đó, đây là phần phía bên tài nữa các bạn không. Đó, xe còn rất là đẹp luôn á, phải nói nước sơn còn rất là liền luôn. Tình trạng xe cũng tương đối là hoàn hảo nha các bạn ha. Chủ yếu là cái giá thôi, nhưng mà khoa nghĩ với cái giá 480 triệu mà các bạn sở hữu được cái Nova số sàn 2016 thì giá nó cũng rất là hợp lý nha các bạn. Bộ ghế da luôn ha. Chưa vệ sinh nhưng các bạn cũng thấy không, xe không có vết dơ, không có tì vết gì hết, còn rất là đẹp, rất là sáng bóng luôn. Đây phía tài xế nha các bạn ha. Xe thì trang bị option khoa nói là cực kỳ nhiều luôn, giống như là camera hành trình nè, rồi DVD theo xe đây. Để khoa mở lên cái động cơ DVD cho bạn coi ha. Đây, xe đi được 151.000, bên Toyota Tân Cảng bên mình thì cam kết là đồng hồ đúng luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, này, máy lọc không khí nè. Phải nói là option khá là nhiều vô một cái Nova số sàn luôn nha các bạn ha. Thì với cái dòng Innova số sàn đời 2016 form cũ này thì Toyota Tân Cảng bên mình đang bán với cái mức giá chỉ có 480 triệu thôi. Rất hợp lý cho các bạn, nếu các bạn nào có nhu cầu đang kiếm mua một cái dòng xe Innova
này. Còn nếu các bạn nào mà đang có hỗ trợ về tài chính mà đang thiếu thiếu tí xíu á, thì cứ liên hệ với khoa để bên khoa sẽ hỗ trợ về vấn đề tài chính cho các bạn. Thủ tục vay ngân hàng lên tới khoảng, nếu mà xe này các bạn vay được khoảng 60% giá trị xe. Cũng như là các bạn nào đang có đi xe nhỏ, dòng sedan 5 chỗ mấy bữa nay trời mưa ngập nước quá mà muốn lên dòng gầm cao này, thì cứ liên hệ với khoa, khoa sẽ cho các bạn cái giá xe cũ tốt nhất để các bạn đổi lấy cái xe cũ này nha. Rồi xin mời cảm ơn các bạn đã xem cái clip này, và các bạn nào nếu có nhu cầu mà muốn coi nhiều clip hơn nữa để mình tham khảo nhiều dòng xe hơn nữa thì cứ bấm vào nút đăng ký của kênh Toyota Tân Cảng mua bán xe cũ của khoa để các bạn coi nhiều cái xe hơn, các bạn chọn cho mình một cái xe đúng đắn nha các bạn ha. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn một dịp gần đây ạ.